Nếu bạn làm nhân viên giỏi thì bạn có thể là có được 30 triệu, 40 triệu một tháng. Nhưng nếu bạn tự làm, tức là bạn mở công ty mà bạn giỏi, thì bạn có thể kiếm được 300-400 triệu một tháng. Nhưng cũng có thể bạn phải tán ra bại sản. Như vậy nếu là một người lính giỏi còn hơn là làm một thằng tướng tồi. Nguyễn Trung Hiếu có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, đàn ông muốn có sự nghiệp thành công thì có phải bắt buộc là phải làm riêng, làm chủ? Mong Ad ghim bài ạ. Vâng, chúng ta có 4 lựa chọn để nghề nghiệp trong Kim Tứ Đồ và cuốn sách của cuốn sách của Robert Kiyosaki. Ông có viết là Kim Tứ Đồ. Trong cái Kim Tứ Đồ thì một là bạn làm nghề đi làm thuê, hai là bạn mở công ty ra nhưng mà bạn lại là người làm cho chính bạn và nó gọi là tự làm, ba là làm chủ, tức là mình chỉ đầu tư tiền và mình thuê toàn bộ người khác làm cho mình, và thứ tư gọi là đầu tư. Như vậy là có trong Kim Tứ Đồ có 4 cái đó. Và thưa với bạn rằng thế nào gọi là làm chủ? Thì con người nó đã chia tầng bậc. Nếu bạn làm nhân viên giỏi thì bạn có thể là có được 30 triệu, 40 triệu một tháng. Nhưng nếu bạn tự làm, tức là bạn mở công ty mà bạn giỏi, thì bạn có thể kiếm được 300-400 triệu một tháng. Nhưng cũng có thể bạn phải tán ra bại sản. Như vậy nếu là một người lính giỏi còn hơn là làm một thằng tướng tồi. Nhưng nếu bạn có tiền để bạn thuê người giỏi về bạn làm, nhưng bạn không biết thẩm định người giỏi, thì không phải là bạn đốt 3-400 triệu một tháng nữa, thậm chí bạn đốt 3-4 tỷ một tháng. Nhưng ngược lại là một nhà đầu tư, ngay đầu tư chứng khoán thôi, có kẻ thì lên người, có kẻ thì vỡ nợ, đến cuối đời cái bát mẻ không có mà ăn. Vậy thì cho dù bạn tự làm, bạn làm thuê, bạn tự làm, bạn làm chủ hay là bạn là nhà đầu tư, thì bản chất bạn vẫn phải có trình độ. Và trình độ đến đâu thì ta làm ở vị trí đó. Và thế nào gọi là trình độ đến đâu, làm ở vị trí đó? Tại sao lại nên lựa chọn như vậy? Vì nếu trình độ đến đâu làm ở đúng vị trí đó thì chính là bạn đang làm chủ. Và ở đây tôi đang nói đến khái niệm bạn làm chủ công việc. Nếu bạn đi làm thuê mà bạn có nghiệp vụ giỏi thì sếp giao cho bạn bất cứ cái gì liên quan đến việc đó thì bạn làm chủ công việc và không bao giờ bạn có nỗi lo sợ. Tôi lấy ví dụ, tôi nhớ cái hồi tôi mới ra trường, ông sếp ông ấy giao cho tôi đánh máy một cái văn bản, mà tôi nói ngày đấy cái máy tính thì có bao giờ mình được sờ vào mấy đâu. Thế là cứ ngồi rón 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 chỉ từng phím một. Tôi nói với anh chị là mồ hôi nó chảy ra đầu như trứng vịt lộn luôn. Mồ hôi nó chảy ra, đầu ướt như trứng vịt lộn. Vậy thì rõ ràng chỉ làm một cái văn bản thôi mà không có kỹ năng thì không được làm chủ công việc. Tức là mình đâu có làm chủ, mình không được làm chủ cái gì cả. Thì nỗi sợ hãi nó tràn ngập con người. Vậy nếu bạn là một nhân viên giỏi và bạn làm chủ được công việc của bạn, thế là đời bạn hạnh phúc rồi đấy. Nhưng nếu bạn chỉ cần tham mà bạn chưa học gì để làm quản lý thôi, mà bạn đã lao lên làm quản lý, tức là nó vượt cái ngưỡng năng lực của bạn, thì ngay làm lập tức bạn mất cái tự chủ trong công việc. Và bấy giờ là lúc bạn bị bấn loạn. Vậy thì trước khi bạn muốn trở thành quản lý, bạn phải học một lớp quản lý. Và bạn có được các kỹ năng đấy thì khi bạn lên làm quản lý thì bạn đã làm chủ công việc của bạn. Nhưng ngược lại nếu bạn đã làm quản lý mà bạn muốn tự mở một công ty thì bắt buộc bạn phải gì ạ? Phải là người có khả năng gì ạ? Phân tích tài chính và hiểu hết các vấn đề trong công ty, thì bạn phải học một lớp về quản trị doanh nghiệp.
Nhưng nếu quản trị doanh nghiệp mà có rất nhiều tiền rồi, muốn đi đầu tư thì đầu tư lĩnh vực gì? Thì bạn phải học về cách đầu tư ở lĩnh vực đó. Thì như vậy trong suốt cuộc đời này bạn làm chủ. Vậy để làm chủ chính cuộc đời mình thì chính là gì ạ? Bạn có đủ trí tuệ ở cái nơi môi trường mà bạn sống. Ví dụ bạn sống ở trong một xã hội, bạn có hiểu được cái văn hóa của xã hội đó, bạn làm chủ về giao tiếp. Nếu bạn đến cơ quan mà họ giao cho bạn đúng cái nghiệp vụ của bạn và bạn làm được, khả năng làm được hết cái đó thì bạn làm chủ. Đi đến trước một đám đông mà bạn không bị họ ép rượu, bạn làm chủ được mình, tức là bạn uống vừa tới bạn thôi, tức là bạn làm chủ được cuộc đời. Như vậy bản chất trong suốt cái cuộc đời này, mỗi một thời khắc chúng ta đều là chủ của chính ta thôi. Mà muốn làm chủ của chính ta thì mình phải có đủ trí tuệ để mình bao quát được cái thời khắc đó. Vậy thì ở cơ quan, nếu làm nhân viên, bao quát được nghiệp vụ của nhân viên. Nếu mình làm quản lý, bao quát được nghiệp vụ của quản lý. Nếu mà làm tự làm, mở công ty tự làm, phải bao quát được công việc tự làm của mình. Cho nên đấy là lý do tại sao rất nhiều anh có một chút kỹ năng về kinh doanh thôi, bố nhảy ra bố mở doanh nghiệp, 2 năm sau nhìn bố như lão hạ, tức là đang làm chủ. Thì tưởng ra mở công ty là làm chủ, thì cuối cùng bố lại là đầy tớ. Cho ai ạ? Cho nhân viên. Vì ông không biết quản lý nhân viên, và nhân viên nó mới là chủ. Nhân viên không biết, nó cứ đến nó làm hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Không, đến cuối tháng mà mình không có trình độ thôi, là mình phải đi vay tiền trả lương cho nó. Vậy hỏi thằng nào làm chủ? Và các anh chị đang tư duy làm chủ là dựa trên quan điểm của sở hữu tài sản. Còn tôi, quan điểm của làm chủ là dựa trên sở hữu trí tuệ, chứ không phải sở hữu bao tiền. Anh hãy tưởng tượng thế này. Nếu có một người đón tôi đi ăn, họ mang xe của tôi đi ăn, để chở tôi đi. Xong rồi ăn xong họ trả tiền. Họ trả tiền xong họ lại chở tôi về. Nếu đi trên đường mà họ đánh võng chút, tôi bảo đi thẳng vào, nếu mà mày đánh võng tao say xe, tao chớ ra xe mày đấy. Tôi hỏi các anh chị, đứng về mặt làm chủ bữa ăn, thì nếu nhìn trên quan điểm của sở hữu thì cái anh trả tiền, anh ấy là chủ của bữa ăn. Nhưng đứng trên quan điểm của trí tuệ thì cái ông được mời với làm chủ của bữa ăn. Vì làm sao ạ? Có thằng mang xe chở đến đi ăn, ăn xong nó trở về, lúc ăn nó trả tiền, thằng nào làm chủ? Ồ, vậy nếu là chủ ngu thì là đầy tớ của nhân viên. Còn chỉ có nhân viên ngu thì mới là đầy tớ của ông chủ. Chứ còn bản chất chúng ta không có ai là đầy tớ của ai hết. Chúng ta làm chủ công việc của chính ta. Vì vậy trí tuệ, năng lực đến đâu, ta làm chủ đến đó. Như vậy thì cuộc sống nó an lạc. Và trong đạo Phật, mà mình không làm chủ được công việc của mình thì Đức Phật gọi là gì ạ? Sống trong vọng tưởng. Đức Phật bảo là không truy tìm quá khứ, không vọng tưởng tương lai, an trú trong hiện tại. Nếu trình độ của mình là nhân viên thì mình cứ làm nhân viên đi. Nếu mình muốn làm trưởng phòng thì đi học các kỹ năng của trưởng phòng, rồi đến lúc làm trưởng phòng. Như vậy là cái trình độ, trí tuệ, kỹ năng đi đến đâu thì vị trí nó gì ạ? Nó bám theo đến đó, chứ không phải bạn bám theo vị trí. Còn nếu bạn cứ bám theo vị trí thì suốt cả cuộc đời này bạn không bao giờ được làm chủ chính mình, chứ đừng nói làm chủ cái gì cả. Và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này chính là làm chủ được mình, chứ không phải làm chủ được người khác. Đó mới là hạnh phúc. Cho nên kỹ năng đi trước, chức vụ đi sau. Còn kẻ nào mà chức vụ đi trước mà kỹ năng đi sau thì suốt cả cuộc đời đuổi hình bắt bóng, và làm cái gì sẽ đổ vỡ cái đó. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn, hotline 1800 577722, nhánh số 5.